Đình Hân, 25 tuổi, ở phường 3, thành phố Tây Ninh. Chiều 14 tháng 11 năm 2019, sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Tây Ninh đề nghị hội đồng xét xử tuyên mức án tù chung thân về tội giết người, trong lời nói sau cùng, bất ngờ, Ngô Đình Hân xin được lãnh án tử hình. Theo cáo trạng, Hân là đối tượng nghiện ma túy. Ngày 1 tháng 5 năm 2019, sau khi sử dụng ma túy, Hân về nhà nằm ngủ. Khoảng 19 giờ cùng ngày, bà Đoàn Thị Đeo là mẹ ruột Hân cùng Trần Thị Phương Nhi là bạn gái Hân và Lê Thị Hiểu Sang là bạn Hân đang ngồi nói chuyện trên giường. Lúc này, Hân đang nằm trên giường bất ngờ đứng dậy, trợn mắt, dậm chân và chỉ về phía ba người phụ nữ quát tháo. Thấy Hân có biểu hiện ngáo đá nên cả ba bỏ chạy ra khỏi nhà. Hân xuống bếp lấy một con dao Thái Lan đuổi theo mẹ ruột và bạn gái. Khi đuổi đến trước cửa nhà ông Trần Trung Hậu thuộc ấp Hiệp Hòa, xã Hiệp Tân, huyện Hòa Thành thì bà Đeo vấp ngã. Hân dùng dao đâm vào lưng bà Đeo ba nhát. Hân tiếp tục cầm dao đuổi theo chị Nhi và đâm trúng hai nhát lên đầu chị Nhi. Sau đó cầm dao bỏ về nhà ngủ. Bà Đeo và chị Nhi được đưa đi cấp cứu nhưng bà Đeo tử vong, còn chị Nhi bị thương tích 2%. Kết luận giám định, trong mẫu nước tiểu của Hân có chứa chất ma túy với tên gọi methamphetamine. Tại tòa, Hân thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Hân khai giữa Hân với mẹ và bạn gái không có mâu thuẫn gì, nhưng do trong cơn ngáo đá, Hân không còn biết gì nên đã phạm tội. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Hân mức án tù chung thân.